ra thế giới, cuốn cẩm nang chi tiết về du học và săn học bổng. Săn học bổng có phải chỉ dành cho người cực kỳ giỏi? Làm sao để trang bị kỹ năng và kiến thức để trở thành một thợ săn học bổng? Đừng chần chừ, du học và học bổng không dành cho người giỏi nhất mà dành cho người phù hợp nhất. Cùng trở thành thợ săn siêu hạng về cuốn sách Bước ra thế giới. Đặt trước ngày hôm nay. Thật ra cũng may thế, tự nhiên anh ấy nghĩ ra cái chủ đề này. Bọn em vừa mới ra quyển sách, chuẩn bị ra quyển sách về du học luôn. Tranh thủ làm gì. Anh có thể giới thiệu một chút gọi là sơ qua về cái background và cái hành trình du học của anh được không ạ? Con đường du học của anh thì nó cũng rẽ nhánh, cũng buồn cười lắm. Đại khái là khi mà anh học đại học, anh cũng học đại học một năm ở FPT ở Việt Nam, ở Hà Nội. Thì đang học thì từ hồi cấp 3 là anh đã muốn là mình được đi du học rồi. Thì trong quá trình học một năm đấy ở FPT thì anh vẫn luôn là đi tìm kiếm học bổng. Thì hết năm đầu thì anh tìm kiếm được một học bổng ở Sinh. Thì anh đi học ở Sinh xong cảm thấy là cái môi trường ở Sinh nó không phù hợp với mình. Thì anh lại quyết định là lại bỏ tất cả, là lại sang bên Úc học lại từ đầu. Thì đấy, thì từ năm 2013 anh bắt đầu sang Úc, thì cho đến nay cũng gần 10 năm rồi. Thì anh học hết bậc đại học. Học hết bậc đại học xong thì anh có khoảng độ một năm để anh sau khi tốt nghiệp xong thì là vừa là đi làm các nghề khác nhau, bao gồm có bồi bàn này, bao gồm có bán đồ nội thất này, bao gồm có nhân viên môi giới bất động sản này, đại khái là thập cẩm tạp bí lù tất cả các nghề. Và trong quá trình đó thì cũng thu thập các cái điều kiện cần có để có thể xin định cư luôn. Thì may mắn là trong năm đấy thì cũng thu thập đủ, và đến sang năm sau nữa thì được định cư. Thì sau khi định cư xong thì anh mới thực sự xác định được là mình muốn theo cái nghề nào. Bởi vì mình đã trải qua nhiều nghề rồi, và cuối cùng là chốt lại ở nghề sư phạm. Nghề sư phạm ở đây thì muốn dạy học thì phải có bằng thạc sĩ ở sư phạm. Nên là anh lại dành 2 năm tiếp theo để học cho xong cái bằng đó. Thì học xong thì may mắn là cũng tìm được việc luôn. Và đến giờ thì đang làm thầy giáo. Thật ra em cũng khá đồng cảm vì câu chuyện đi du học. Em ngày xưa cũng gọi là lần đầu tiên là nhảy sang Phần Lan học. Thực ra thì cũng không có chuẩn bị gì hết. Đấy là học ngoại thương. Và cũng làm đăng ký các thứ theo nguyện vọng của bố mẹ thôi. Mẹ cũng bảo là thôi hay đi học đi cho nó tốt. Thế cũng làm. Sau đó thi sang. May thế nào đỗ sang xong em mới ngồi học đấy. Xong em bắt đầu mới tìm hiểu. Thế là xong rồi bạn, có vẻ như là môi trường này mình chọn nó chưa phải môi trường tốt nhất, ok nhất. Thế là lại apply lại phát, lại nhảy sang một trường khác ở Phần Lan. Thế là gần như là một năm đầu tiên là coi như nửa kỳ là một nửa năm là một nửa kỳ là học ở ngoại thương, nửa nữa là học ở một trường bên Phần Lan, cho đến khi đến cuối cùng là nhảy sang cái trường cuối cùng mà mình có bằng. Nói chung là cũng khá là lòng vòng, nên em khá là đồng cảm với cái hành trình đó. Chắc anh cũng đã có giải thích là anh đã lựa chọn Úc sau khi mà sinh. Vậy thì có cái lý do gì nó lại, tại sao lại là Úc không? Tại sao lại là nước Úc? Bởi vì như anh nói là anh khá là muốn gần gia đình á. Đâm ra là mặc dù mình biết là mình muốn đi du học, nhưng mà mình cũng không muốn là đi ở một nước nào là quá xa. Nhưng mà sinh thì gần thì, Việt Nam hơn Úc mà. Thì sinh thì gần hơn, nhưng mà tức là khi mà anh du học ở Sinh ấy, thì nó cảm giác là cái môi trường đấy nó vẫn châu Á quá, nó vẫn giống giống Việt Nam mình quá. Và nó gần đến nỗi mà kiểu cứ đi về về kiểu như đi chợ vậy đó. Đâm ra là nó làm cho anh cảm thấy là mình vẫn chưa thoát ra khỏi Việt Nam. Nên là anh vẫn muốn là tới một nước nào đấy ở môi trường phương Tây. Và nhìn đi nhìn lại thì môi trường phương Tây mà gần Việt Nam nhất thì có lẽ chỉ có Úc thôi. Nên là anh quyết định đi Úc. Vậy là một lần nữa là quyết định của anh nó phụ thuộc khá nhiều vào cái cách nhìn của mình về cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống, về gia đình, về người thân. Đúng rồi.
Đó là lý do chính. Thì khi mà anh đi sang Úc ấy, thì anh đã chuẩn bị như thế nào ạ? Anh có sự chuẩn bị gì? Khi đi sang Úc thì thực sự là... Và anh có bị vỡ mộng không? Tức là với những cái sự chuẩn bị của mình như thế thì có cái những cái vỡ mộng gì nó đã xảy ra? Khi đi sang Úc thì thực sự là anh cũng không, thực sự là không có một chút chuẩn bị gì. Giống em. Không biết một chút gì luôn. Mà sang đến đây rồi thực ra mới được người này người kia chỉ bảo. Thế còn trước khi sang thì cũng chỉ xem là hỏi cái bên trung tâm tư vấn du học á, hỏi xem là thế sang thì nên mang những cái gì, không được mang những cái gì, thế thôi. Và nên sang trước kỳ nhập học là bao lâu, chứ còn sang tới nơi rồi thì ở chung nhà với cả các bạn thì các bạn ấy mới chỉ cho cái này cái kia. Và còn về việc mà có vỡ mộng hay không thì anh không nghĩ là vỡ mộng, bởi vì là khi mà mình học một năm ở trên Hà Nội đại khái là kiểu tách gia đình ra đã, thì mình cũng va chạm một chút, mình cũng biết một chút, thì mình cũng biết được rằng là kể cả trước khi sang Úc, mặc dù mình biết là nó là một nước rất là văn minh, nhưng mà mình biết là ở đâu thì cũng có cái tốt và cái xấu, thì mình cũng xác định được trước là như vậy. Đâm ra là khi mà mình mới sang Úc thì đương nhiên là nó văn minh và nó phát triển hơn đất nước của mình rất là nhiều, nhưng mà cũng có những cái mặt không tốt và có những câu chuyện nó không hay xảy ra. Nhưng mà với anh thì anh, bởi vì mình đã xác định ngay từ đầu là như vậy rồi, đâm ra là nó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà, nó cũng không có gì vỡ mộng cả. Những cái câu chỉ chuyện... có anh nghĩ là chỉ có ai mà kiểu xính tây quá, cuồng tây quá và bôi màu hồng lên thì sẽ bị vỡ mộng kiểu như vậy. Anh không có kinh nghiệm trong cái quan hệ quốc tế nên là anh cũng không dám bình luận gì sâu. Nhưng mà có một, nếu mà nói riêng về cái nói chung chung về cái nền giáo dục của Úc thì anh có thể công nhận một điều là thực sự mà nói thì cái chất lượng giảng viên ở bên này, chỉ cần là không phải là mấy cái trường mà kiểu người ta mở ra để kiếm tiền á, thì từ cái trường mà tầm trung trở lên á, thì giáo viên, chất lượng của giảng viên thực sự rất là tốt. Họ rất là nhiệt tình, họ trả lời email cũng rất là nhanh, và họ nếu mà mình hỏi xoáy đáp xoay ở ngay trên lớp, ngay tại chỗ thì họ cũng vẫn có thể trả lời mình một cách rất là nhiệt tình và rất là có chuyên môn. Thì anh cảm thấy anh rất thích cái chất lượng giáo dục ở bên này. Vâng. Đấy ạ, rồi các bạn bắt đầu hỏi về du học rồi đây. Anh đang không đi như em hỏi để biết theo tình hình chiến tranh hiện tại thì du học có ảnh hưởng không ạ? Ok, chắc không du chắc học... Úc thì không nhỉ? Du học Úc thì không có vấn đề gì cả. Thực ra thì và chính ra thì ngay tại thời điểm này thì là du học Úc có thể nói là một trong những cái dễ nhất từ trước đến nay, bởi vì là họ đang thiếu rất nhiều du học sinh. Cũng như là nhân lực. Đâm ra là họ xin visa du học Úc khá là dễ. Làm sao để săn được học bổng toàn phần ở Úc? Hoặc là anh ơi cho em hỏi việc nhận học bổng ở Úc có quá khó không? Nói chung là đều về học bổng. Học bổng ở Úc thì thực ra là nó không nhiều như học bổng ở Mỹ đâu. Và nó cũng khó xin hơn một chút so với các học bổng ở Mỹ. Học bổng ở Úc thì đa phần là tầm 50% là nhiều, gọi là maximum rồi đó. Còn rất ít anh thấy rất ít bạn được học bổng 100%. Thì học bổng ở Úc thì em nên tập trung nhiều vào cái thành tích học tập hơn là hoạt động ngoại khóa. Người ta khi mà người ta xét học bổng thì người ta nhìn vào cái điểm số và GPA nhiều hơn hơn là cái hoạt động ngoại khóa của em, nên là đầu tư nhiều vào cái học bạ và điểm số. IELTS nữa đương nhiên rồi. Ok. Còn gì nữa? Anh có tip gì để có thể xin được part-time job tốt khi đang du học ở Úc không? Em đang định xin làm barista luôn nhưng mà chưa sợ chưa được kinh nghiệm. Nếu mà part-time job thì ở bên này như anh nói đó, là bây giờ người ta đang thiếu nhân lực rất là nhiều, đâm ra là việc thì không thiếu, và
khi mà người ta nhận em thì người ta cũng biết thừa là em hoàn toàn không có kinh nghiệm. Đâm ra là người ta xác định là người ta sẽ training em từ đầu. Nên là cái việc mà được huấn luyện thì em cũng không em cảm thấy tự ti vì mình thiếu kinh nghiệm, thì đừng lo cái việc đó. Nhưng mà cái mà em cần, cái tip mà anh có thể chia sẻ với em thì thứ nhất là em phải đi xông xáo, tức là em phải lao ra ngoài, em đi giải cái resume của em cho nhiều hàng mà em muốn làm, thì càng nhiều thì cái xác suất người ta gọi em càng nhiều. Và em phải, khi mà em được người ta nhận phỏng vấn thì em phải thể hiện ra cho người ta thấy là thứ nhất là mình giao tiếp bằng tiếng Anh tốt. Đương nhiên rồi, tiếng Anh mà không tốt thì làm sao mà giao tiếp được với cả đồng nghiệp và khách hàng. Cái thứ hai nữa là em phải thể hiện cho người ta là em học, sẵn sàng học và em học rất là nhanh. Đấy, thì người ta rất thích những người mà có tinh thần trách nhiệm. Đơn ra là em làm việc chỉ cần đơn giản là đặc biệt là trong thời gian học việc, mà em chỉ cần đơn giản là em học nhanh này, em ghi chú này, em thật thà, em có trách nhiệm với những gì mà em đang làm, thì người ta sẽ rất thích và người ta sẽ rất nhận em, rất dễ nhận em. Vì việc part time mà người ta cũng không yêu cầu quá nhiều đâu, miễn là em không làm hại tới business của họ là được. Với riêng cái vấn đề về barista thì anh thực sự là anh rất khuyên các bạn nào còn đang ở Việt Nam và đang chuẩn bị sang Úc, nên học một khóa barista về cà phê, pha cà phê. Bởi vì Melbourne thì là có văn hóa uống cà phê rất là mạnh, và giống như ở Việt Nam thì Starbucks ở bên này cũng không sống được nhiều. Nên là nếu mà em học pha cà phê thì cái việc part time job đấy, thứ nhất là lương trả nó rất là cao, thứ hai là nó sạch, nó không phải như nghề làm chef hay là làm kitchen hand, làm trong bếp ở nhà hàng thì nó ám mùi các thứ, hay là em làm ở McDonald's hay là KFC thì nó cũng ám mùi và nó mắm muối nó cũng khá là bẩn. Nên nếu làm ở barista ở coffee thì dễ kiếm việc, lương cao và sạch sẽ. Đấy là một kinh nghiệm em nghĩ là rất là hay đấy, rất hay, mà phải đúng là người trong cuộc sinh sống rất nhiều năm rồi mới có thể nói được. Ngành tâm lý học ở Úc thì anh cũng chỉ xem qua, bởi vì trước đây anh cũng có hứng thú, nhưng anh cũng chỉ xem qua thôi. Thì anh chỉ biết là ngành tâm lý học thì ở Úc thì nó không phải ai cũng học được. Đâm ra là nếu mà nói riêng về nhân lực thì nó thiếu, số người lựa chọn học cũng thiếu, tức là số người nộp đơn vào thì nhiều nhưng mà số người học cho đến tận cuối thì thiếu. Ngành tâm lý học là một ngành mà yêu cầu thứ nhất là cái không chỉ là tiếng Anh cực tốt nhá, tiếng Anh phải cực tốt, tốt hơn rất nhiều so với cả những cái ngành như kinh tế hay là IT. Thì tiếng Anh của ngành tâm lý học phải cực tốt. Và thứ hai nữa là cái khả năng, cái kỹ năng nghiên cứu của em, tự nghiên cứu của em phải rất là tốt nữa. Bởi vì tâm lý học thì toàn là chữ và chữ là chữ mà. Và ngành tâm lý học để mà trở thành một bác sĩ tâm lý thì phải mất tầm 5 cho đến 6 năm, chứ không hề ngắn. Đâm ra là nếu mà em muốn theo ngành đấy thì phải chắc chắn là mình cực kỳ giỏi. Và chịu được áp lực vì đấy luôn quãng thời gian siêu dài. Đúng rồi. Vâng. Đúng rồi. Và ngành tâm lý học nó, anh nói nó không phải là dành cho mọi người, bởi vì ngành tâm lý học thì nhiều khi cái bệnh nhân tìm đến em là người đã có vấn đề về tâm lý rồi. Nếu mà em chỉ cần nói sai đúng một câu thôi, có thể họ tối về họ tự tử luôn. Đâm ra là nó cực kỳ khắt khe ở bên này về cái tiêu chuẩn để trở thành bác sĩ tâm lý. Nên là không phải ai cũng có thể học được. Ok. Tiếp tục là bạn tiếp theo, bạn hỏi là anh thấy giữa computer science ở Úc với Anh và Mỹ thì nơi nào hấp dẫn hơn? Anh thấy anh có đọc qua cái giáo trình, gọi là gì nhỉ? Cái giáo trình của computer science của Úc Mỹ thì anh thấy là nó tương đương, nó xem nhau vậy đó. Bởi vì anh nghĩ là cái mảng IT là nó khá là toàn cầu, kiểu là Python ở Úc thì nó cũng y hệt như Python ở Mỹ vậy. Đâm ra là cái ngành computer science anh nghĩ là nó cũng tương đương nhau. Nhưng mà nếu anh nhớ không nhầm thì hình như là ở Mỹ nó học lâu hơn một chút,
còn ở Úc này thì nó học 3 năm. Thế này em nghĩ là computation nó tương đối là tiêu chuẩn rồi, nó cũng là một trong ngành. Đúng rồi, nó giống như kiểu là nó giống như IT vậy đó, nó cũng khá là toàn cầu, nó giống nhau ở đâu cũng vậy. Vâng, bản chất là cái đấy cũng là một ngành international và làm việc cũng international mà. Nên là đúng rồi. Ok. Anh nghĩ sao về hoạt động ngoại khóa cho du học sinh ở Mỹ, du học sinh Mỹ? Ok, cái này anh đang ở Úc rồi, nhưng mà anh ở Úc, đâm ra là anh cũng không rõ lắm. Nhưng mà chắc là du học gọi là ngoại khóa thì chắc là cũng cũng sẽ tương đối quan trọng. Và thực ra em nghĩ là cái này thì thực ra em là người cũng em đi du học thì em thấy thực ra cái mà du học ở Việt ở nước ngoài nó hơn ở Việt Nam là thực ra cái các hoạt động ngoại khóa này là một phần rất nhiều. Em cảm giác như vậy, đấy là cá nhân em nhé. Em cảm giác như là giả sử những ngày trước em cũng đi học ở Úc một kỳ học exchange, em học ở Adelaide. Thì thì lúc em học ở Úc ấy thì em thấy là kiểu em thích đá bóng ấy, thì em xin vào tham gia đội đá bóng. Thì khi mà mình tham gia hoạt động ngoại khóa với đội đá bóng ấy thì có lịch tập đàng hoàng này, có lịch đi thi đấu này, rồi kiểu có va sát, va chạm, có sát các thứ này nọ. Và có coaching, có huấn luyện viên, có team tiếp tập chia team, các team đấu các division khác nhau. Thì thực sự là em thấy cái đấy nó là một thứ rất hay ấy. Tức là nó khiến cho ngoại khóa thì ngoại khóa thôi, nhưng mà nó khiến cho, tức là nó luôn luôn có cái mindset, cái tư duy là học tập mọi đúng thứ rồi. Cố gắng thì nó phải bài bản. Và nó luôn luôn giúp mình phát triển hơn được. Đúng rồi. Ở Úc thì những cái hoạt động ngoại khóa và hội sinh viên nó hoạt động nó khá là quy củ. Và nó khá là mạnh. Vâng. Có thể nói là cái tầm ảnh hưởng của nó cũng tương đương với cả đội ngũ giáo viên vậy đó. Là nếu mà em là một người mà muốn giao lưu, muốn kết bạn, muốn tham gia vào các hoạt động ngoại khóa đấy thì nó có rất nhiều để cho em có thể tận dụng được và phát triển ở đó. Ok. Câu hỏi cuối cùng của bạn chắc là câu cuối cùng thôi, tại vì mình cũng nói phần du học cũng dài rồi. Đó là hàng xóm bên đấy thế nào anh? Mình đang có hơn 100 người xem rồi. Hàng xóm bên này thì người ta khá là, anh nghĩ là văn hóa phương Tây nó vậy, tức là nó rất là ưu tiên chủ nghĩa cá nhân, tức là nhà ai làm việc đấy, không có săm soi, không có hỏi han, không có gì nhiều. Thì đương nhiên là thì đa phần trong 9 năm anh ở đây thì đa phần là nhà ai biết nhà đấy. Có thể là dụ mình đi về mà người nhà hàng xóm cũng đi về và gặp nhau ở vỉa hè thì mình chào một câu thế thôi, mình cũng biết mặt đặt tên chỉ vậy thôi, chứ còn mình cũng không phải sang mình buôn chuyện hay là mình thế này thế kia. Còn đương nhiên là cái đấy là phụ thuộc vào bản thân mình thôi, nhưng mà đa phần là anh thấy là kể cả một khu khá là khép kín với nhau thì họ cũng nhà ai làm việc đấy, rất ít khi mà họ rủ nhau qua nhà để mà chơi bời hay là ăn uống, đa phần là họ chỉ mời bạn bè với cả người thân của họ sang thôi, thì còn giao lưu tiếp xúc hàng xóm ít lắm. Ok.